Mỹ Tâm tiết lộ mối quan hệ thật với Đàm Vĩnh Hưng. Những ngày qua, Đàm Vĩnh Hưng trở thành tâm điểm quan tâm của dư luận khi lộ chuyện vợ là bầu sâu hải ngoại Liên Phạm đã nộp đơn ly hôn lên tòa án quận Cam, bang California, Mỹ vào tháng 8 năm 2021. Theo nội dung trong đơn ly hôn, cả hai kết hôn vào ngày 13 tháng 6 năm 2004, ly thân ngày 22 tháng 2 năm 2018. Giữa nam ca sĩ và vợ cũ không có con chung và không phân chia tài sản. Suốt 17 năm đã có vợ nhưng Đàm Vĩnh Hưng giấu kín chuyện này với công chúng. Vì vậy, khi nghe tin vợ cũ đệ đơn ly hôn nam ca sĩ khiến ai cũng ngỡ ngàng. Đặc biệt, suốt nhiều năm qua, ông Hoàng Nhạc Việt nhiều lần nói lời yêu với ca sĩ Mỹ Tâm. Anh còn thẳng thừng tuyên bố, tôi sẽ chỉ kết hôn nếu cô dâu là Mỹ Tâm, hay Mỹ Tâm hình như cũng thương tôi nên không chịu lấy chồng. Mới đây, cư dân mạng chia sẻ video Mỹ Tâm và Đàm Vĩnh Hưng hát song ca tại một chương trình. Trong lúc giao lưu với khán giả, nam ca sĩ có nhiều hành động trìu mến dành cho giọng ca hỏa mi tóc nâu và ngẫu hứng hát. Anh biết. Tuy nhiên, Mỹ Tâm liền ngắt lời và hát từ lâu hai chúng ta chỉ xem như hai chị em. Lúc này, ông Hoàng Nhạc Việt tỏ ra lúng túng và nói, gì vậy bà? Dù cố gắng muốn người tình trong mộng hợp tác, nhưng cô vẫn hát lại câu hát trên một lần nữa khiến nam ca sĩ không thể tiếp tục tỏ tình. Nhiều khán giả cho rằng, câu hát của Mỹ Tâm như thay lời muốn nói về mối quan hệ thực sự giữa cô và đàn anh thân thiết.